Rồi, đề số 16, câu 1. Lúc 6 giờ một ô tô xuất phát từ A đi về B cách A một đoạn là 120 km và cứ chạy 15 phút thì nghỉ 5 phút. Trong 15 phút đầu, ô tô chạy với tốc độ là 15 km/h và các 15 phút sau đó, ô tô chạy với tốc độ là 2V1, 3V1. Vân vân. Lần thứ N thì có tốc độ là NV1. Biết AB là một đoạn thẳng. Câu A, hãy tìm khoảng cách từ A đến vị trí mà ô tô bắt đầu đạt tốc độ 3V1. Và vẽ đồ thị biểu diễn chuyển động của ô tô trong khoảng cách vừa tìm trên hệ trục tọa độ, thời gian và quãng đường. Câu B, hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ và nghỉ mấy lần. Tốc độ trung bình trên đoạn đường AB bằng bao nhiêu km/h? Quãng đường mà ô tô đi 15 phút đầu này. Quãng đường ô tô đi 15 phút đầu. Thì 15 phút đầu ô tô đi với vận tốc là V1 nha. V1 là bằng 15 km/h. Thì chúng ta có S1 là bằng V1 nhân với T. Chúng ta thay số vào là 15. T là 15 phút thì nó sẽ là bằng 1 phần 4 giờ. Đó. Thì chúng ta ra được là 73,75 km. Rồi. Tương tự như vậy, chúng ta tính cái quãng đường đi trong 15 phút tiếp theo. 15 phút tiếp theo thì vận tốc của nó là V2 sẽ bằng là 2V1, tức là bằng 30 km/h. Như vậy em sẽ tính được S2 là bằng V2 nhân với T là 30 nhân với 1 phần 4. Đó. Là bằng 7,5 km. Như vậy lúc bắt đầu cái tốc độ V1 bằng 3V1. Lúc bắt đầu cái tốc độ 3V1 thì có nghĩa là nó là đi qua hai cái đoạn đường S1 S2 này rồi. Như vậy suy ra cái khoảng cách đến khoảng cách từ A đến cái vị trí bắt đầu có tốc độ 3V1 là S bằng S1 cộng S2. Đấy, hay là sẽ bằng 3,75 cộng với 7,5 là bằng 11,25. Này là trục S nè, km. Còn đây là trục thời gian ấy, tính theo đơn vị là giờ. Rồi. 6 giờ 15 phút. 6 giờ 35 phút. Rồi, câu B nè. Câu B. Chúng ta có S AB đó chính là bằng S cộng với S1 cộng S2 cộng S3 cộng chấm 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 cho đến SN. Đó, S1 thì bằng V1 nhân T. S2 là bằng 2V1 nhân với T. 3V1 nhân với T. Chấm chấm chấm. NV1 nhân với T. Đó, chúng ta lấy V1 nhân với T ra làm thừa số chung. Thì trong này sẽ còn là 1 cộng 2 cộng 3 cộng N. Đó, bằng V1 nhân với T. Đây là một cấp số cộng. Tổng từ 1 trên N sẽ bằng N thừa số cho N cộng 1 trên 2 các em. Đó. Rồi. Bây giờ N này phải là số nguyên, đúng không? Chúng ta sẽ thay N vào. Ta thay N vào và ta xem thử. Đây là quãng đường nhé. Đây là quãng đường. Quãng đường chứ chưa chưa biết AB. Tại vì AB nó 120 thì chúng ta xem thử là nó tới lần thứ mấy là nó sẽ vượt qua AB rồi. Dùng chưa? Đó. Như vậy chúng ta có thể lập một cái bảng. Chúng ta sẽ lập một cái bảng xem thử là với các giá trị của N thì khi nào nó sẽ vượt qua hoặc là bằng 120, tức là bằng cái độ dài của đoạn đường AB. Đó. Rồi. Cho thử với các cái số. Đầu tiên là N, đây là S nha. Rồi, nếu N bằng 1 thì
hồi nãy chúng ta đã tính ở trên rồi đúng không? Nó chính là bằng 3,75. Đó, n bằng 2 thì là 11,25, chúng ta tính ở trên rồi. Rồi n bằng 3, các em thay vào tính xem thử là bao nhiêu. N bằng 3 thì chúng ta sẽ tính được là bằng 22,5. N bằng 4 thì sẽ là 37,5. N bằng 5 thì S là bằng 56,25. N bằng 6 thì S là bằng 78,75. N bằng 7 là 105 km, và N bằng 8 là 135 km. Như vậy các em thấy là tới lần thứ 8 là bắt đầu nó đã đến AB rồi, nó vượt qua AB rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ cần là tính tới lần thứ 7 và nó đi thêm một lần nữa là đến AB rồi, đúng không nào? Đó. Thì họ hỏi là đến lúc mấy giờ nghỉ mấy lần, tốc độ là bằng bao nhiêu. Đấy. Như vậy chúng ta không cần phải đi tới lần thứ 8, tức là không đi hết lần thứ 8, đúng không? Đấy, mà chúng ta lấy 120, nếu các em trừ cho 105 thì nó chỉ còn có 15 km thôi. 15 km. Đó, 15 km thì sẽ là vận tốc lúc đó là 8V1, thì chúng ta nhân với, chúng ta lấy 15 chia cho 8V1 thì chúng ta sẽ tính được cái thời gian cuối cùng, cái đoạn cuối mà đi cái quãng đường cuối cùng đấy. Nhưng không giờ, còn nghỉ thì nghỉ 7 lần thôi, đúng không? Đó. Như vậy thì chúng ta thấy nè, sau 7 lần nghỉ, sau 7 lần đi và nghỉ liên tục thì cái quãng đường lúc này là bằng 105 km. Như vậy chỉ còn cách B, xe lúc này chỉ còn cách B là 15 km thôi. Đó, và cái vận tốc mà đi cái quãng đường này, cái quãng đường cuối cùng này, quãng đường 15 km này là 8N. Là 8V1 các em, 8V1. 8V1. Vận tốc là 8V1. Tức là bằng 8 nhân với 15 là bằng 120 km/h. Như vậy mình suy ra cái quãng đường này, cái thời gian mà đi quãng đường này, đấy, là bằng 15 chia cho 120. Đây thầy gọi là delta T nhé, 15 chia cho 120. Là bằng 1/8, tức là 0,125 giờ. Đó. Bằng 7,5 phút. Đó, 7,5 phút. Như vậy ta tính xem thử là khi mà đến cái đến B thì thời gian nó sẽ là bao nhiêu. Đó. Tổng thời gian đi từ A đến B thì chúng ta thấy là nghỉ đi một lần, nghỉ một lần, và đến lần thứ 7 thì chúng ta sẽ lấy tổng thời gian đi là 7 lần đi là 7 nhân với 15 phút và 7 lần nghỉ là 7 nhân với lại 5 phút nghỉ. Như vậy suy ra tổng thời gian xe đi từ A đến B là chúng ta có 7 lần đi nè, là 7 nhân với 15, 15 là 1/4 giờ, cộng với 7 lần nghỉ là 7 nhân với 5, 5 là 1/12 giờ, và cộng với 0,125 của cái đoạn đường cuối nữa. Vậy tổng thời gian sẽ là bằng 5/59/24 giờ. Đấy, 59/24 giờ, tức là bằng 2 giờ 27 phút, 2 giờ 27 phút và 30 giây. Đó, 2 giờ 27 phút và 30 giây. Đó, như vậy là nó sẽ tới nơi lúc 8 giờ 27 phút và 30 giây. Đó. Sẽ tới B lúc 8 giờ 27 phút và 30 giây. Rồi. Đó là thời gian, còn cái vận tốc trung bình thì chúng ta sẽ lấy tổng quãng đường chia tổng thời gian thôi. Tổng quãng đường là 120 km. Vận tốc trung bình thì bằng quãng đường AB chia cho tổng thời gian. Đây, tổng thời gian T đây. Đó. Bằng 120 chia cho 59/24.
59 phần 24. Thì bằng 48,8. Gần bằng 48,8 km/h.